nào đến khi anh muốn nói yêu em, nhưng mà em nỡ lên nhìn buồn mắt nơi xa rất xa. Anh đây không dám điều hoa, anh xin yêu mãi em thôi, cho dù trong tố hay là mưa bão đến vẫn mãi yêu em. Em ơi chờ bước đi mau, con tim nhút nhát anh trao, mong tận trong đây từ nay anh sẽ luôn luôn yêu nàng. Và cuộc đời vàng sau này đón hay nhanh tư say, hãy đến hãy hát với nhau cùng anh đi người yêu dấu. Chân sau tiếng tú hát ca cùng say vui trong tình mình. Em ơi hãy thử yêu đi tìm đường ngày cùng và đừng lo lắng. Nụ cười nàng đẹp từ ngàn cánh hoa lan xinh tươi, với những ánh nắng ban mai đẹp từ y rơi hồng trên má. Con tim chim trắng anh đầy mặt sao em lại hoài tình. Yêu em đi chẳng bao giờ yêu, con tim anh chỉ yêu mình em. Con tim nhút nhát luôn hằng mong, con tim khát khao yêu em thật là như thế. Hãy là người tình anh nhé, anh đã thầm yêu. Tình nghĩ hãy quên đi ngàn âu lo, xin giờ đừng lo. Và ta sẽ bước đi bằng ánh sáng, với muôn sắc màu trên ngàn sao lấp lánh từ ánh trăng vàng. Từng ngày hãy bước đến bên anh.
duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Nè bằng lòng đi em, mình chẳng còn tương tư đơm đơm lấp lè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói Nam chiều, cầu tre lắc léo bướm ong phượng hồng dê kêu, giếng nước gạo cua tình yêu, chim liễu lo chuyện cành điều, ngô lúa sai quặng mì nhiều. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều.
xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ, đường xa nhà vang tiếng pháo bụi theo kiều hoa có đôi phù sẽ còn trong và các bác. Thì cháu Trang và cháu Yến thì đã có cái quá trình tìm hiểu nhau rất là kỹ càng. Thì và các cháu đã quyết định đi đến hôn nhân và được sự nhất trí của hai gia đình cũng như là hai họ. Thì báo cáo với các cụ, các ông, các bà, các bác là hôm nay là đoàn nhà trai chúng tôi là lên làm cái thủ tục để chuẩn bị cho cái đại lễ của các cháu, và xin mời ông đại diện cho hai cái là nhận cái lễ vật. Kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể hai gia đình bốn họ, trải qua một thời gian khá dài, hai cháu Trang, cháu Yến quen biết nhau và thương nhau và yêu nhau, đi đến hôn nhân gia đình, nghe được sự đồng ý của hai gia đình cũng như bốn họ và cơ quan đơn vị của hai cháu. Hôm nay gia đình nhà cháu Trang, quê hương từ Bắc Ninh, chọn ngày lành tháng tốt, giờ đẹp để lên tổ chức cái lễ đính hôn cho cháu Yến để làm vợ, làm dâu, làm con gia đình với nhà ông bà đó. Thế thì tôi cũng được xin đại diện ủy nhiệm của cô chú cháu, ủy nhiệm cho tôi là ông bác của cháu Yến, thay mặt đoàn nhà gái xin được tưa chuyện cũng như đón tiếp đoàn đại biểu của nhà trai, gia đình nhà cháu Trang. Xin thưa, hôm nay thì tuy nhiên công việc đầu năm rất bận rộn, thế nhưng gia đình nhà chúng tôi cũng bố trí xếp sắp có đủ các thành phần đại diện cho nội ngoại xa gần để đón tiếp đoàn đại biểu của nhà trai từ quê hương Bắc Ninh lên trên đây để dự định buổi lễ đính hôn của hai cháu. Thế thì cũng được phép như vậy. Và thứ hai, cũng thay mặt cho gia đình nhà gái chúng tôi chuyển lời kính chúc sức khỏe các cụ cùng các bà cùng thể tại gia đình nội ngoại hai bên của gia đình quê hương Thuận Thành Bắc Ninh sang năm mới một lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, dồi dào và an khang thịnh vượng. Xin giới thiệu với các cụ, các ông, các bà, tôi là bố của cháu Trang. Hôm nọ trong năm là vợ chồng nhà tôi là lên đây là cùng với ông bà Lê Minh
và ông bà Miêu Miên cũng xuống thăm nhà. Hai gia đình đã đi thống nhất xây dựng cho các cháu. Hai bên đã bàn bạc, đã thỏa thuận mọi công việc để xây dựng cho các cháu được hạnh phúc. Hôm nay được thay mặt cho gia đình là đã có ông anh là đại diện cho nhà trai. Hôm nay thì tôi là thay mặt cho cả bà ấy, nhà tôi ở nhà xin có lời cảm ơn chúc cô của các ông các bà cùng toàn thể nhà gái sức khỏe dồi dào và luôn luôn phấn đấu tốt về mọi mặt kinh tế phát triển của gia đình hạnh phúc và xây dựng cho các con ngày càng tốt đẹp hơn. Thế cuối cùng xin chúc tất cả bốn họ của hai gia đình và đầu năm mới có một sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng. Này để xin mời cụ và công các bà hai gia đình họ ta ăn trầu bánh kẹo và xơi nước, thế vào bàn đến công việc trăm năm của hai cháu, thế chuẩn bị để bàn công việc trăm năm của hai cháu thì tôi cũng mặn nguội xin phép cụ và hai gia đình bốn họ có vài câu thơ để đi vào cái công việc các cháu cho nó được là vui vẻ và rôm rả hơn. Cái đính hôn hai cháu Trang Yến thuận thành đồng hỷ tuy xa, tình yêu hai cháu hai nhà gần nhau, Yến Trang quen biết yêu nhau, trải qua ngày tháng đôi bên vun trồng, cơ quan đơn vị đồng tình tạo mọi điều kiện cho hai người yêu nhau. Hôm nay ngày đẹp tháng lành, bốn họ gia đình dự lễ đính hôn, năm nam năm nữ đẹp xinh trao duyên nhận lễ dâng thờ gia tiên. Đôi bên đại diện gia đình có đủ thành phần nội ngoại gần xa, bàn về công việc trăm năm cho con cho cháu đôi bên thắm tình. Chúc cho hai họ tọa đàm vui như buổi hội hai đôi bên vẹn tròn. Xin hết. Thì cái phần nghi lễ thì mọi nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ theo như thỏa thuận của hai gia đình, thì bác đại diện họ nhà gái đã nhận. Thế còn cái đến phần việc thứ hai tức là tọa đàm bàn về cái ngày giờ để tổ chức đại lễ cho các cháu, thì xin báo cáo trên có các cụ công các bà các bác là gia đình chúng tôi là dự kiến là ngày 22 tới là ngày tổ chức đại lễ cho các cháu. Thế còn cái giờ để mà đi nhà trai chúng tôi có cái cơi dầu đón dâu thì cũng vào cái thời điểm cái tầm này của ngày 22 thì chúng tôi cũng sẽ có cái cơi dầu để đến xin dâu bên tất cả các cụ công cô bà các bác bên họ nhà gái. Một buồng câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng, một túp liều chanh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng, cho đến ngày mai dù mưa hay nắng lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này, ta có bàn tay một tình yêu này một đời tung vầy thì đâu có chi lập biến chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng,
cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng ước mơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao. Tình hãy
khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Hát lời con xuống chén trà mời nhau, hát lời con xuống chén trà mời nhau. Để anh rơi một miếng trầu dâu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Ta em đừng hát hay, ta em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mó quà, đừng hát câu người ơi người đừng về. Chót thương anh mà cập thương để người dưng, nhớ người dưng thế này. Giá miếng trời đừng hay, giá chén cha đừng chót, giá người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng. Bây giờ ta ngỏ ôi mới trông ta ngỏ bà yeah.
thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong nghề. Hoàng hậu về cáo sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát trắng đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trên trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát trắng đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm
tình ai. Cho mai em có lòng đồng hồ vào ngày hôm đi bánh đá một bao đèo cao bao suối sâu lắng mưa xót thương anh công thầy chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca người ơi đừng đi về câu dân ca ngày xưa em hát vì nhớ thương anh phải đi tìm và hôm nay vào ngày hồi gặp lại em vẫn thương bao hồi đêm em mặc áo theo chân đi khúc mộng đội nón quay theo em bước qua hồ hát câu quan họ chung tình làm đôi hát câu quan họ chung tình làm đôi cũng có buôn dầu buôn điếu ý ơ cũng có đôi đầu buôn nhất nô là lòng tay chứ tôi sầu về kia còn như nay có thương nên phải đi tìm mai có như người lại sang chơi tôi sầu về kia còn nhớ nay có thương nên phải đi tìm mãi có nhớ người lại sang chơi còn nhớ nay có thương nên phải đi tìm mãi có nhớ người lại sang chơi nhà lá sầu về rừng hoa với chim ca reo từng bừng suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh đôi ta cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng đất nước bài ngày hạnh phúc ta như mùa xuân lâu ngoan ngồi đó dễ hiền ngồi đây đôi tay nâng lấy đồng tiền bẻ ba bẻ bốn thề nguyện lấy nhau sau đây phải là dân ca quan họ hôn là bên đàng là tình rằng là cho gần cây trời mây bà hai đang nói với thầy tâm tôi tính na nằm mà này sẽ cưới luôn cho thằng à sao anh đã tính na cho rồi chứ tôi với anh này mình xui ông xui đang nói với bà xui dầu dưới hiện ở xứng quá chị xui ơi ngày hôm nay chuyện tôi nhỏ nó xong mà rồi nếu chuyện tôi mình tính luôn chuyện chị với tôi trăm năm duyên tình vững bền từ nhau để trọn đời chung sướng say ngày mai
đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao
bạn về dinh sau xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kiếm thiết thương chàng từ lâu. Các bà, các bác, trên
nhà gái. Thay mặt đoàn nhà trai chúng tôi, nhân dịp đầu xuân Canh Dần, xin kính chúc các cụ, công, các bà, các bác và các anh, các chị bên họ nhà gái dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin chúc mừng. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, họ nhà trai chúng tôi hôm nay đến đây là đầy đủ các thành phần, gồm các ông, các bà, các bác, các cô, dì, chú bác của chú rể và bạn bè của chú rể có mặt đầy đủ. Tôi thì là bác cháu, bác cháu cha. Thì theo cái kế hoạch, hai gia đình chúng ta đã chọn cái ngày lành tháng tốt là hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức cái đại lễ cho hai cháu. Thì thay mặt họ nhà trai chúng tôi thì hôm nay cũng đã có cơ trầu để xin cháu dâu gia đình nhà trai. Kính thưa các cụ, công, các bà, kính thưa toàn thể các cô bác, cũng như mọi người đôi bên, trải qua một thời gian khá dài, hai cháu Trang, cháu Yến đã quen biết nhau và thương nhau, yêu nhau và đi đến hôn nhân gia đình. Hôm nay được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương, của bốn họ nội ngoại đôi bên, hai gia đình chọn ngày này tháng tốt giờ đẹp để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Yến và Trang. Tuy nhiên đầu xuân năm mới, nhiều công việc rất bận rộn, nhưng gia đình chúng tôi cũng bố trí sắp xếp mọi công việc để có đại diện đại biểu có nội ngoại gần xa để đón tiếp đoàn đại biểu của nhà trai cũng như quý khách xa gần, và gửi tới toàn thể các quý khách xa gần một lời chúc sức khỏe đầu xuân năm mới hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Sorry.
Rồi đẹp. Thì có lẽ là họ nhà trai chúng tôi xin phép các cụ, các ông, các bà, các bác, họ nhà gái được xin đón dâu về dưới Công Linh. Và xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, họ nhà gái đưa cháu dâu về nhà chồng. Thay mặt họ nhà trai, chúng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bác ở họ nhà gái luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin chân thành, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác đã đón tiếp họ nhà trai chúng tôi rất nồng nhiệt và thân tình. Chúng tôi thay mặt đoàn nhà gái có cử một số đoàn đại biểu đại diện cho cô bác chú dì cậu mợ nội ngoại đôi bên để cùng các đại biểu của họ nhà trai đưa cháu Yến về làm dâu làm con gia đình ông bà Bình ở dưới quê hương Bắc và một số thanh niên cũng cùng đi ạ. Trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sạc pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thăm mãi bên dàn trời mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để yên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ chang chang gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng đám cưới về trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sạc pháo rơi đầy đường trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thăm mãi bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để liên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ chang chang gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ
qua công việc mà hai gia đình tiếp xúc và hai cháu tìm hiểu nhau thì thật là phấn khởi là được đến ngày hôm nay, là chúng tôi cảm thấy là rất trọn vẹn. Và cũng cảm ơn ông bà Minh My là đẻ được cháu Yến nuôi dạy lên người và nay lại về làm con dâu trong họ nhà chúng tôi và gia đình chúng tôi. Thì chúng tôi cũng là gửi lời qua các cụ công các bà của họ nhà gái về cảm ơn lại ông bà Minh My và các cụ ở trên nhà. Ê, phái đoàn của nhà trai chưa hết là bác Sáng và tất cả các ông các bác ở trong họ hai bên nội ngoại đã đi đón được cháu về đây thông đồng bé dọn. Thì mời các cụ các ông các bà bốn họ là ăn trầu uống nước và nghỉ ngơi rồi sau ta tổ chức sau. Xin các cụ cứ ăn trầu uống nước. Hoa lá que màu tươi muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui mừng tân hôn chúc chú rể mới. Tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao, cô duyên dáng xinh thật là xinh bên chú rể hiền xứng đứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng lên mối duyên hàn năm. Về anh đừng về theo em để câu hát vẫn vương trong lòng. Ngày chúng mình xa nhau để câu hát vẫn vương trong lòng. Vị khách quý gần xa, trải qua một thời gian khá dài, hai cháu Yến Trang quen biết nhau, thương yêu nhau và đến hôn nhân gia đình. Được sự nhất trí của bốn họ, hai gia đình, hai cơ quan cũng như hai địa phương, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt giờ đẹp tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Trang và Yến. Tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của nhà gái đưa cháu Yến về đây nằm dâu, nằm con, nằm cháu của các cụ, các ông, các bà của gia đình nhà ông Bình. Cháu Yến tuy lớn nhưng chưa có khôn, mong rằng các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình luôn chỉ bảo cháu để đối nhân xử thế thành một dâu hiền của dòng họ cũng như của gia đình. Và cũng chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý xa gần đã không quản đường xá xa xôi, bớt chút thời giờ vàng ngọc về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Tôi thay mặt của nhà gái xin chân thành cảm ơn. Và chúng tôi cũng cảm ơn sự đón tiếp của gia đình nhà gái rất thân thiện và long trọng đối với đoàn đại biểu nhà gái của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và bác chúc phúc hạnh phúc cho hai cháu được trăm năm. Nhân ngày vui của hai cháu, tôi cũng là cây nhà lá vườn có mấy vần thơ gửi tới hai cháu cùng toàn thể gia đình hội hôn. Chúc mừng lễ thành hôn hai cháu Hồng Yến và Gia Trang.
thuận hành đồng hỷ tí xa. Tình yêu hai cháu hai nhà gần nhau, Yến Trang quen biết yêu nhau. Trải qua ngày tháng đôi bên vun trồng, cơ quan đơn vị đồng tình tạo mọi điều kiện hai người yêu nhau. Hôm nay ngày đẹp tháng lành, bốn họ gia đình dự lễ thành hôn. Khách gần cùng với khách xa đã về mừng dự chúc cho gia đình, chúc cho dâu thảo rể hiền. Cuối năm có bé bế bồng trên tay, đố ai đoán đúng thì tài. Thằng quà cái hẻm ra đời đầu tiên, con trai thì như lục văn tiên, con gái xinh đẹp như tiên xuống trần. Kính khúc quý khách xa gần, an khang thịnh vượng muôn phần đẹp tươi. Thì sau đây xin mời một quý vị quan viên họ nhà trai, đại diện quan viên họ trai lên phát biểu ý kiến và cảm ơn quan viên. Các cụ, công, các bà, các bác, hai họ và anh chị em bạn bè của hai cháu Trang và Yến, như vị đại diện của họ nhà gái đã phát biểu, hôm nay hai họ đã chọn được ngày lành tháng tốt và giờ đẹp để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đoàn nhà trai đã đi làm nhiệm vụ đón dâu về và hoàn thành nhiệm vụ, và đoàn nhà gái cũng đã đưa dâu về để trao cho nhà trai. Mặc dù đường xá rất xa xôi, nhưng các cụ, công, các bà, họ nhà gái cũng đi đầy đủ các thành phần và rất là đông vui. Thay mặt họ nhà trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình chăm lo vun vén hạnh phúc cho hai cháu của họ nhà gái. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, trong họ, toàn thể hai họ, đến giờ phút này cháu Yến đã chính thức là con dâu của họ Thế nhà chúng tôi, và cháu Trang thì là con rể của ông bà My ở trên Thái Nguyên. Thế hai họ chúng ta đều có trách nhiệm là vun vén hạnh phúc cho hai cháu, bảo ban và dạy dỗ các cháu trở thành người cán bộ tốt và người dâu hiền rể thảo của hai gia đình. Và trách nhiệm của nhà trai chúng tôi thì chắc chắn là sẽ có trọng trách nặng hơn bên nhà gái. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin kính chúc các cụ, công, các bà, các bác, họ nhà gái luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đúng là lời nói của cha chú còn quý hơn vàng bạc, cao hơn trời bè. Căn dặn các con trở thành những người con dâu hiền rể thảo của hai họ, và mong hai con sống hạnh phúc đến trăm năm bạc đầu. Tiếp theo chương trình, sau đây xin mời quý vị hãy chứng kiến cô dâu chú rể trao món quà kỷ niệm cho nhau trong ngày vui hạnh phúc vậy. Xin mời những nhà nhiếp ảnh, những nhà quay phim, chúng ta chụp những kỷ. Và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.
sông sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên đôi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, tận rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người cũng chẳng đau thắm duyên đâu, mãi bên nhau trong con đầy đà. Rồi tiếng cười ngày thương quán vui, rượu thơm nồng nắm ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau như cầu với trời. Nhớ thương đã nghe đậm sâu, chỉ một nụ cười thôi.